Xin chào quý vị và các bạn. Rét đậm rét hại còn đang bao trùm các tỉnh miền Bắc thì sáng nay lại có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta và sẽ còn thêm nhiều đợt liên tiếp cho tới ngày 24 tháng 12. Vì thế mà chuỗi ngày rét đậm rét hại ở miền Bắc sẽ còn tiếp tục kéo dài. Đợt không khí lạnh lần này tăng cường xuống khiến cho miền Bắc sẽ có mưa nhỏ trở lại và cộng thêm với gió đông bắc thổi mạnh nên nhiệt độ trong ngày ở Bắc Bộ gần như đi ngang. Mức nhiệt cao nhất ở khu vực Trung Du và vùng núi vẫn chỉ từ 12 đến 14 độ, khu vực đồng bằng nhỉnh hơn từ 15 đến 17 độ. Với Trung Bộ, từ trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, mang theo mưa rào trở lại. Tuy nhiên thì lượng mưa không quá lớn, từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Nền nhiệt trong ngày ở hầu khắp miền Trung tiếp tục duy trì mức thấp. Tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ từ 17 cho đến 19 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào cho tới Thừa Thiên Huế nhiệt độ cũng từ 19 cho đến 23-24 độ, trời rét. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định nhiệt độ cao hơn từ 25 cho đến 28 độ và từ Khánh Hòa trở vào tới Bình Thuận nhiệt độ duy trì trong khoảng 29 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chịu tác động của không khí lạnh làm cho cả hai khu vực này không còn nắng chang chang như những ngày trước. Hôm nay trời vẫn có nắng mây đan xen nên nhiệt độ ở Tây Nguyên vì thế giảm nhẹ còn 28 đến 30 độ. Các tỉnh thành Nam Bộ tạm thời chấm dứt tình trạng nắng nóng cục bộ ở khu vực miền Đông và mức nhiệt cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Riêng Vịnh Bắc Bộ, sóng cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2,5 đến 4,5 mét, biển động. Vùng biển phía Tây và phía Đông Bắc của khu vực Nam Biển Đông và quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.